Trong tuần này thì thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lấy ý kiến các sở ban ngành và nhà khoa học để xây dựng chính quyền đô thị. Trong phiên thảo luận với các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ vào cuối tuần, tiếp tục ghi nhận nhiều góc nhìn cho đề án xây dựng chính quyền đô thị mà thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện. Trong đó thì nhiều góp ý xoay quanh nguồn nhân lực và quy mô đề án. Theo ý kiến của bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình chính quyền đô thị mà Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng có quy mô lớn và tác động lớn đến kinh tế đời sống xã hội của người dân. Tuy nhiên, trong đề án chưa có kế hoạch cụ thể cho nguồn nhân lực tham gia vào quá trình thực hiện và vận hành mô hình này. Theo quan điểm của bác sĩ Xuân Liễu, nếu có dự án tốt mà người thực hiện không tốt sẽ khó đạt được thành công. Một cái đề án tốt thì phải có, mà cái quan trọng là vấn đề nhân lực để tổ chức thực hiện được. Mà vấn đề đào tạo nhân lực đó không phải là một sớm một chiều. Mình có thể có ngay một cái đội ngũ thực hiện được. Chúng ta có thể chắt lọc lựa chọn những cái tinh hoa tinh tú nhất, có cái tâm, có cái tài, có đủ năng lực để thực hiện được cái đề án này. Theo bác sĩ Xuân Liễu, cần có một kế hoạch cụ thể để chuẩn bị nhân lực cho mô hình này. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Hậu, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục cũng có cùng quan điểm. Do quá trình phát triển của mình, chúng ta quên đi một cái việc nhìn đến tương lai lâu dài. Chúng ta không sớm nghiên cứu để phát triển cái chính quyền đô thị. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn ra rồi thì đến cái lúc mà chuẩn bị lập dự án thực hiện thì bây giờ tôi nói là trong cái dự án là nó thiếu hẳn cái mảng về vấn đề nhân sự. Có ý kiến cho rằng là gì, khi thành lập theo kiểu như chính quyền đô thị trình bày đây thì có thể là giải quyết vấn đề dư dôi về biên chế, nhưng mà tôi không nghĩ thế. Một ý kiến khác từ tiến sĩ Đặng Văn Phan, Chủ tịch Hội Địa lý thành phố cho rằng cần làm rõ chính quyền đô thị mà thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng là mô hình như thế nào để không chỉ chuyên gia mới rõ mà người dân cũng có thể hình dung được. Trong đề án mà thành phố thực hiện có tham khảo mô hình chính quyền đô thị một số nước, tuy nhiên chưa làm rõ chính quyền đô thị mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm co rút kinh nghiệm từ mô hình các nước. Đề án cũng chưa xét tới tác động của chính quyền đô thị về phạm vi kinh tế vùng, tức chỉ thực hiện chính quyền đô thị ở phạm vi vị trí hành chính. Mặt khác, xét về vị trí kinh tế vùng, thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương thuộc vùng phát triển kinh tế biển số 5, nên cần tính toán liệu mô hình có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế vùng không. Tiến sĩ Phan đề xuất nên thực hiện chính quyền đô thị theo mô hình Paris của Pháp, tức thực hiện chính quyền đô thị tại vùng lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện ven thành phố như Đông, Tây, Nam, Bắc là đơn vị hành chính ngang bằng và độc lập với vùng lõi chứ không trực thuộc.